Xin chào các bác và các anh em. Hôm nay thì cũng như thường lệ là em lại ngồi ở trong cái phòng này và căn chỉnh mấy chiếc băng số chỉ số T3 để chuẩn bị gửi cho các bác và anh em. Thì các bác và anh em có nhu cầu mua các cái dòng băng số chỉ số T3 thì liên hệ với em. Một dòng băng số mà phải nói rằng là về cái chất âm tương đối toàn diện, kể cả là phần mic, phần nhạc, phần effect thì và cái cách sử dụng thì gọi các cái mode ở trên mặt máy nó cũng rất là tiện. Thì các bác mà có nhu cầu thì hãy liên hệ với em. Được rồi, thì em cũng lấy mấy chục chiếc chỉ số T3 và hiện giờ thì em cũng còn cỡ khoảng một nửa, cỡ khoảng gần 20 chiếc nữa. Thì các bác và anh em có nhu cầu thì hãy liên hệ với em. Thì đối với dòng băng số chỉ số T3 thì chắc là các bác cũng đã được nghe đến cái tên tuổi cũng như là cái chất âm của chỉ số T3. Và dòng X12 thì em cũng vẫn còn. Thì các bác anh em có nhu cầu thì hãy liên hệ với em để em cài đặt cho các bác anh em ở những cái cấu hình tốt nhất. Thì hôm nay thì nhân tiện căn chỉnh mấy chiếc băng số siêu T3 để mà chuẩn bị gửi cho khách, thì em lại chia sẻ với các bác anh em về cái phương pháp căn chỉnh cái cổng sub ở trên cái dòng băng số siêu T3. Thì băng số siêu T3 thì phổ thông là hai dòng, một dòng là nó sẽ chạy cái phần mềm 1.9.1 và một dòng nữa là nó sẽ chạy một cái phần mềm 1.4.4. Thì hôm nay em sẽ chia sẻ với các bác anh em về cái phương pháp căn chỉnh ở trên chiếc băng số chỉ số T3 mà đang chạy cái phần mềm 1.4.4. Thì đối với lại dòng X3, X5, X7, X10 cho đến 12 thì em cũng đã chia sẻ với các bác anh em rất nhiều về cái phương pháp căn chỉnh ở cái cổng sub ở trên các cái dòng X. Thế nhưng hôm nay cụ thể là trên chiếc băng số chỉ số T3 chạy phần mềm 1.4.4 thì em lại chia sẻ với lại các bác anh em về cái phương pháp căn chỉnh về cái cổng sub ở trên cái dòng băng số chỉ số T3 1.4.4. Thì đây là giao diện phần mềm của chiếc băng số CISO chạy phần mềm 1.4.4. Và hiện giờ là em đang mở một cái bài nhạc, một bài nhạc liên khúc, một bài nhạc liên khúc là nhạc Hoa lời Việt, và trong đó có cả giọng hát của ca sĩ. Thì bây giờ em sẽ mở hai cái cấu hình. Một cái cấu hình thứ nhất là đã có cái sự can thiệp về cái vấn đề căn chỉnh của em. Và cái cấu hình số 2 này là cái cấu hình mà cái phần sub này này, đây là cổng sub của chiếc băng số chỉ số T3. Thì ở cái cấu hình 2 này là một cái cấu hình mà em đưa nó về chế độ reset, tức là một cái chế độ mặc định để sản xuất. Thì bây giờ các bác hãy trước tiên chia sẻ với các bác anh em, thì các bác anh và anh em hãy nghe về cái chất sub mà khi em đã căn chỉnh và nghe cái chất sub mà để theo chế độ mặc định. Thì ở cấu hình số 1 này là cấu hình mà em cũng đã căn chỉnh. Bây giờ em sẽ chia sẻ với anh em sự khác biệt giữa cái chế độ mặc định và cái chế độ mà em đã căn chỉnh. Thì tại sao mà ở cái chế độ mặc định tiếng sub nó thiếu cái độ lực, độ lớn, và cái âm sub nó không được chắc, được tròn, và nó thiếu đi cái độ mềm, độ nảy? Bởi vì theo mặc định thì nhà sản xuất là đặt một giá trị cắt tần số cao ở giá trị 100 Hz. Và đối với lại trường hợp của em thì em lại cắt ở cái giá trị là 123 cho đến 127. Và nó có sự khác biệt ở cái chỗ này. Nhà sản xuất thì cắt tần số cao ở giá trị 100 Hz, nhưng lại để ở cái chế độ gọi là booster out 24 decibel. Nhưng mà đối với lại cấu hình của em thì em lại để cái giá trị cắt tần số cao này là rộng hơn. Thì em cũng đã chia sẻ với các bác anh em về cái cắt tần số cao ở trong cổng sub. Nếu chúng ta mà xê dịch đầu tiên chúng ta mở một cái bài có cả lời hát ca sĩ, tức là một bài liên khúc, là một bài jam mix, hay là một bài nhạc test loa chẳng hạn, thì chúng ta sẽ chọn những cái bài hát mà có cả lời ca sĩ và chúng ta sẽ xê dịch cái điểm cắt tần số cao này ở một cái vị trí nào đấy mà chúng ta cảm thấy là âm sub là nó tương đối tròn với chắc, và có thể là nó lẫn một ít lời của ca sĩ, có thể nó lẫn một ít lời của ca sĩ cũng được. Thì sau đó ta sẽ căn chỉnh dần dần.
Thì theo mặc định nhà sản xuất là để có giá trị 100 thôi, giá trị 100, nhưng em lại cắt ở 123 cho đến 27. Nhưng mà có một cái khác giữa của em và của cái mặc định là em đặt ở cái chế độ là lean with jelly 48 decibel. Ở chế độ này chẳng hạn thì nó sẽ cắt gọn hơn, cắt đứng hơn, cắt gọn hơn. Mặc dù là em cắt ở cái vị trí tần số là rộng hơn, nhưng em lại chọn một cái độ dốc mà nó đứng hơn, nó gọn hơn. Thế cho nên rằng là nó vẫn loại bỏ được cái giọng hát của ca sĩ khi chúng ta mở những cái bài hát của họ có lời. Và như vậy là khi mà ta mở rộng và được cái tần số cắt của cái dải cao mở rộng ra, thì cái âm súp là nó sẽ có lực hơn và nó có độ mềm hơn, có độ lực, độ mềm hơn ở cái điểm cắt tần số cao. Khi chúng ta nới như thế này thì nó lấy được cả các cái tần số ở giá trị trên 100. Mà đối với lại một chất súp mà thì chúng ta cần phải có những một cái độ nảy và cái độ mềm của cái âm súp. Cho nên là chúng ta sẽ lấy những cái tần số trên 100. Thì khi ta cắt rộng ra thì các cái tần số trên 100 và chúng ta vẫn sử dụng và nó vẫn hoạt động ở trên cái loa súp. Nhưng mà chỉ có một điều, nếu như chúng ta không chọn một cái chế độ làm việc ở các tần số cao, thì có lẽ rằng là khi mà chúng ta cắt rộng như thế mà chúng ta để theo mặc định của nhà sản xuất là 24, nhà sản xuất để là 24 decibel booster đây, 24 decibel booster, 24 bậc decibel booster là theo giá trị mặc định nhà sản xuất là để 24 decibel chế độ booster mode. Đây chế độ reset, đây em đưa về chế độ reset thì nhà sản xuất là để chế độ là ha booster mode 24 decibel, nhưng mà em lại để ở chế độ là Li-Uit Jelly 48 dB. Thì khi mình để ở cái giá trị ở cái chọn một cái chế độ làm việc ở các tần số cao như là 48 dB Li-Uit Jelly thì về cái chất âm súp nó được tròn, được chắc, được gọn hơn. Và khi ta nới rộng cái giá trị các tần số cao thì như vậy là chúng ta vẫn lấy được cả các tần số trên 100, nó tạo nên độ mềm, độ nảy. Và ở chế độ mặc định thì nhà sản xuất lại để một cái giá trị là tối thiểu là 20 Hz, 20 Hz, và không không đặt một cái chế độ là cắt tần số cao, cắt tần số thấp, tức là không đặt chế độ làm việc cho cái vị trí equalizer cuối cùng này, đầu tiên này chứ, cho cái vị trí equalizer số 1 này. Nhưng đối với em thì em lại đây là chuyển sang cái cấu hình của em. Thì của em thì như các bác em nhìn thấy là em đang cắt ở giá trị 123 Hz, 123 Hz là các tần số cao. Và ở các tần số thấp em có các tần số thấp và đang đặt ở giá trị là 32 trên 33, có thể là 32 hoặc 33. 32 33 Hz. Và chế độ làm việc là chế độ là của em là chế độ như vậy là limit, của em là chế độ limit. Chế độ các tần số thấp là chế độ ở booster 24, chế độ đặt chế độ làm việc ở các tần số thấp là chế độ booster 24, còn ở chế độ các tần số cao thì là chế độ mà lean with jelly ở 48 decibel. Thì như em cũng đã chia sẻ là khi mà chúng ta đặt cái chế độ làm việc là chế độ mà lean with jelly 48 dB thì nó sẽ cắt đứng, cắt gọn hơn, và chúng ta nới rộng về cái vị trí cắt tần số cao này rộng ra thì âm súp nó sẽ lớn lên, nó có lực vừa lớn và vừa có độ mềm và độ nảy. Thì đối với mục đích của chúng ta khi mà căn chỉnh về cái chất súp ấy thì nó phải là vừa lớn vừa lực và vừa có cái độ nảy. Và trong các cái vị trí equalizer thì về cái cách căn chỉnh của em thì cái này thì có thể là các bác có tham khảo thôi. Nhưng mà kể cả là trong cái phần equalizer, ở trong cái phần mic cũng thế, đa phần là em giảm, đa phần là em giảm và cũng ít khi tăng, và có tăng thì chỉ chọn những cái vị trí cần thiết để tăng. Thì ở súp cũng thế, thì khi mà ta giảm một cái vị trí mà chúng ta cảm thấy nó bất lợi, cảm thấy là cái chất âm của cái vị trí tần số đấy là nó không đẹp, nó không có lợi đối với lại cái đôi tai của chúng ta, thì chúng ta sẽ giảm đi. Thì hiện giờ em đang giảm ở cái vị trí trong cái khoảng dưới 40, mà ở cái vị trí tần số 40 là một vị trí tần số rất quan trọng, một tần số mà đối tai của chúng ta nghe rất là dễ chịu, và nó tạo nên một cái âm âm trầm nó chắc gọn và dễ nghe.
Và một cái vị trí nữa là từ 50 cho đến tầm 60 thì em tăng. Ở trên chiếc vang số CISO mà chạy phần mềm 1.4.4 thì chính ra là nó có 5 giải quay dơ thôi, không nhiều, nhưng mà chất âm xúc phải nói là rất hay, rất mềm, rất là gọn, rất là lực. Mà vị trí nói về số lượng giải quay dơ ở trong cái cổng xúc thì chỉ có 5, trong đó đã mất hai vị trí làm việc ở chế độ là các tần số thấp và các tần số cao, còn lại có 3 vị trí để cho khách chúng ta căn chỉnh thôi. Thì em giảm một vị trí dưới 40, tăng một vị trí trên 50 và giảm một vị trí là trên 80. Thì khi chúng ta giảm những cái vị trí mà nó là không cần thiết về cái chất âm, như vậy là nó có thể là tạo cho cái đối tai của chúng ta một cái cảm giác khó nghe, khó chịu, thì chúng ta giảm. Và khi chúng ta giảm cái vị trí khó chịu đấy thì nó sẽ làm nổi lên những cái vị trí tần số mà nó đem lại một cái chất âm mà cho chúng ta là nó dễ nghe và nó có tác dụng về cái vấn đề về lực. Giả dụ như cái vị trí từ 50 trên 60 này, khi chúng ta tăng lên, nó tạo nên một cái lực của âm xúc, lực của âm xúc. Và ở cái vị trí trên 80 dưới 90 này chúng ta giảm đi thì nó làm cho cái vị trí 100 trên 100 này nó có cái chất âm mà như vậy là nó mang chất là tạo nên cái độ mềm, độ nảy của cái âm xúc. Thì đấy nó cũng là những cái mà em chia sẻ các bác anh em, là không phải là chúng ta như vậy là nếu mà để theo mặc định sản xuất. Theo em thì em là người căn chỉnh vang số rất là lâu năm rồi, và căn chỉnh như rất nhiều loại vang số, thì em có một cái cảm nhận là tất cả các cái vấn đề mà liên quan đến chế độ, giả dụ như trên chiếc CoT3 này có thể là reset nó về chế độ mặc định chẳng hạn, thì kể cả là trong phần mic hay là phần mic thì khi mà chúng ta đưa về giá trị reset thì cũng là bằng phẳng, và phần mic cũng thế, cho nên là nó đòi hỏi cái sự can thiệp của con người, của người sử dụng, nó đòi hỏi cái sự can thiệp của người sử dụng. Và chúng ta sẽ lựa theo từng tính chất của bộ dàn, của thiết bị để chúng ta có thể là tăng hay là giảm những cái vị trí cần thiết. Chứ còn nếu như để theo chế độ mà reset thì kể cả là phần nhạc, phần mic cũng như là phần xúc thì không bao giờ hay được, thì nó đòi hỏi là cái sự mà can thiệp. Thế thì chúng ta sẽ căn chỉnh và can thiệp ở chỗ nào? Thì đấy, như em cũng đã chia sẻ, thì chúng ta phải cắt tần số thấp này, chọn giá trị làm việc ở các tần số thấp này, chọn những cái vị trí equalizer để mà có thể là giảm đi để cho nó nổi lên các cái tần số. Khi mà chúng ta giảm đi những cái tần số mà nó không hay, không tốt đối với đôi tai của chúng ta, thì chúng ta sẽ nghe được những cái tần số mà nó dễ chịu, nó dễ nghe hơn. Và một cái điểm mà như vậy chúng ta tăng lên, cái điểm này thì các bác có thể xê dịch, nó tùy theo bộ dàn, tùy theo loa, tùy theo cái sự cộng hưởng với loa full, thì chúng ta như vậy là sẽ xê dịch ở cái đỉnh loa súp này, đây gọi là đỉnh của súp. Thì em có tăng ở trong cái khoảng, tất nhiên cái này thì mỗi cấu hình thì em sẽ thay đổi theo từng cấu hình, nhưng mà xê dịch trong cái khoảng từ 50 đến 60 hoặc trên 60. Đấy là những cái mà có thể là làm cho tăng về cái lực của âm trầm, độ lực của âm trầm, lực và lớn, độ lực, độ lớn. Và như vậy là nếu các bác mà muốn cần cái độ mềm, độ nảy thì chúng ta phải cố gắng là xê dịch ở cái các tần số cao này, ở cái điểm mà như vậy là nó ít ảnh hưởng đến các cái giải trung trầm, nó không bị lọt cả cái lời của ca sĩ vào làm loa súp. Và có một số các bác anh em là khi mở riêng loa súp thì thấy có một chút lời của giọng hát ca sĩ, thì có khi là đánh giá lại là căn chỉnh cái cổng súp nó không hay, để như vậy là tiếng súp, để cho giọng hát của ca sĩ lọt vào trong cái loa súp. Thì theo em cái vấn đề đấy nó không quan trọng, bởi vì chẳng bao giờ như vậy mình nghe một mình loa súp cả, chẳng qua là trong quá trình căn chỉnh thì mình mở một mình loa súp để chúng ta nghe với chất âm súp. Còn khi chúng ta nghe nhạc hay hát karaoke thì chúng ta phải sử dụng các cái loa full. Mà khi chúng ta sử dụng các loa full thì một chút lời hát ở trong cái loa súp nó không thành vấn đề, và chúng ta cũng không cảm nhận được về cái lời hát ở trong cái loa súp đấy. Thế cho nên rằng là một cái chọn một cái điểm cắt tần số thấp và cắt tần số cao nó cũng rất quan trọng. Bởi vì đôi tai của chúng ta thì cũng không nghe được các cái tần số mà nằm ở bên dưới 30 Hz đâu. Nhà sản xuất thường là như vậy, là để một giá trị tối thiểu là 20 Hz, nhưng theo em nghĩ là cái tai con người không nghe được các cái tần số dưới 30 Hz. Và cái điểm cắt tần số cao này thì nếu cắt cọc quá, em thấy nhiều các anh em là cắt rất là
là cộng, trong khi chúng ta không chọn một cái chế độ làm việc ở cái chế độ cắt tần số cao để chúng ta nới rộng được cái điểm cắt của cái tần số cao này. Thì cắt có bao nhiêu bác cắt chỉ có 80 90, nghe âm thanh nó rất là cọc và nó thiếu đi cái lực của âm súc, và các bác lại cắt thấp thì các bác nghĩ là như vậy là cái cục đẩy của mình như vậy là non công suất, cho nên rằng là cái loa súc của mình nó không có lực. Nhưng không phải, nhiều khi các bác sai lầm ở cái chỗ là cái tín hiệu đầu vào nó thiếu, nó non, thì buộc các bác là như vậy là phải nâng về cái volume ở trên cục đẩy công suất, hay là như vậy là đối với súc điện thì các bác phải nâng cái volume ở trên súc điện lên. Nhưng khi chúng ta đưa một cái tín hiệu mà nó lớn mà nó lại vừa tai, tức là về cái tần số nó dễ nghe và về cái độ lớn nó có, thì chúng ta không cần phải cục đẩy công suất lớn, không cần phải như vậy là vặn volume lớn, mà như vậy là cái chất súc nó ra nó vẫn có lực và có độ mềm độ này. Thì đây nó cũng là những cái mà em cũng qua kinh nghiệm căn chỉnh để em chia sẻ với anh em. Thì đối với dòng vang số siso T3 thì đúng là từ trước giờ thì em chưa chia sẻ với anh em về cái căn chỉnh công suất. Thì hôm nay nhân tiện có mấy bác khách đặt hàng siso T3 thì em căn chỉnh cho các bác ấy. Và cũng nhân tiện căn chỉnh thì em lại ngồi đây chia sẻ với anh em mà đang sử dụng cái dòng vang số siso T3 này, thì có thể là như vậy là áp dụng. Và ở trong cái dòng siso T3 1.4.4 thì nó có cái súc mà E/X, một cái mà nó sẽ làm cho cái chất âm súc của chúng ta là nó có độ mềm hơn, độ mềm hơn. Thì cái này thì các bác và anh em sẽ xê dịch, và khi chúng ta đẩy lên cao như này thì âm súc nó có độ mềm, độ trễ hơn. Còn khi chúng ta không sử dụng để giá trị không thì âm súc như vậy là nó gọn hơn nhưng mà nó thiếu đi cái độ mềm. Thì cái này như vậy là các bác anh em sẽ xê dịch cái giá trị súc E/X này để mà có một cái chất súc nó vừa tai, nó phù hợp với tính chất của loa súc. Vì có những chiếc loa súp để nghe thì to nhưng mà lại khô, mà lại cọc. Có những chiếc loa súp thì ngon nghe thì lại ù rèn có đuôi. Thì cái này như vậy là các bác sẽ có thể là thay đổi về cái súp E/X này để mà có cái chất súp mà nó đẹp. Thì bây giờ em lại test thử để cho các bác nghe xem là về hai cái chế độ này nó khác nhau như nào. Thì về cái phân tích giữa hai cái chế độ mặc định và cái chế độ có sự can thiệp của con người, của người căn chỉnh, thì như vậy là nó cũng có sự khác biệt. Và đây là cái chế độ mà em đã căn chỉnh. Vấn đề nữa là về cái delay ở trên loa súp. Thì khi mà em căn chỉnh cho các anh em thì bao giờ em cũng để một cái độ trễ ở trên loa súp, bởi vì loa súp thường là để dưới đất hoặc là góc tường, cho nên rằng là về cái âm súp nó sẽ như vậy là đến sớm hơn so với lại như vậy loa phun. Khi các bác để loa phun ở trên tường, trên kệ thì chắc chắn rằng là như vậy là về cái độ truyền âm thì loa súp nó gần chúng ta hơn, cho nên là chúng ta phải để một cái độ trễ nhất định khi mà chúng ta căn chỉnh loa súp. Thì cái này là như vậy là các bác sẽ xê dịch. Cái này nó rất quan trọng khi các bác như vậy là căn chỉnh được cái delay. Nó có sự cộng hưởng về cái âm trầm giữa cái loa súp và cái loa phun. Nó tạo nên như vậy một chất âm súp mà nó tròn chắc, nó rất là dễ nghe. Thì đây nó cũng là một cái mà bổ sung thêm cho cái, bởi chúng ta không phải là những người chuyên nghiệp, không có máy RTA, không có mic RTA, không có sô cạc hay là những phần mềm chuyên dụng, thì chúng ta có thể là xê dịch như vậy là cái delay này. Xê dịch từ từ và lắng nghe, mở một bài, mở cả loa phun và mở cả loa súp, và chúng ta xê dịch từ từ đến một cái giá trị nào đấy mà chúng ta cảm thấy là có một cái sự cộng hưởng tốt nhất của giữa loa súp và loa phun. Thì cái sự cộng hưởng đấy nó sẽ là một cái chất âm súp lớn hơn, một cái âm súp mà nó tròn chắc, đầy đặn hơn. Thì các bác có căn chỉnh thêm để đây nữa thì là như vậy là cái việc căn chỉnh của cái loa súp nó sẽ tốt hơn. Thì ở đây nó cũng là một cái sự chia sẻ của em đối với các bác anh em đang sử dụng dòng vang số siso T3 nó chạy phần mềm 1.4.4, và các bác xem các bác cảm thấy hữu ích thì các bác hãy ủng hộ Thanh Hồng Audio KTP.
Nếu như mà các bác mà có nhu cầu mua bằng số, có nhu cầu mua bằng số thì các bác hãy liên hệ với em. Em cũng còn một số các loại bằng số từ X5 cho đến GOT3 cho đến X12 cho đến GOT3, thì các bác hãy liên hệ với em để em căn chỉnh cho các bác những cái cấu hình tốt nhất phù hợp với không gian sở thích của các bác và anh em.